Xin chào các bạn có khỏe không? Các bạn đã luyện vẽ như thế nào rồi? Các bạn có nhớ là hai kỳ trước chúng ta đã được học cách chuyển màu trên bức tranh như thế nào rồi, có phải không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phải học nâng cao hơn nữa, đó là chúng ta sẽ phải vẽ thêm những cái chi tiết lên bức tranh của chúng ta. Và thầy đã lựa chọn một cái hình mẫu rất là phù hợp với bài học ngày hôm nay. Các bạn thấy là cái hình mẫu là chúng ta sẽ phải vẽ thêm những cái đám mây và những cái ngọn núi ở bên dưới, và cũng có chuyển màu trên nền trời nữa. Và thầy sẽ hướng dẫn thật là chi tiết cách vẽ những cái đám mây và cái ngọn núi như trong hình mẫu. Và các bạn cần chuẩn bị cho thầy những màu như là màu trắng nè, màu đen, màu xanh dương, màu đỏ và màu cam. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ dựng hình bức tranh. Và bức tranh này thì dựng hình quá là đơn giản luôn các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc vẽ các ngọn núi là xong rồi. Và bây giờ thì Quân sẽ bắt đầu vẽ hình ngọn núi. Rồi, quá là đơn giản luôn, phải không nào? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy các màu ra vẽ nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi nền trời. Như các bạn thấy ở hình mẫu là nền trời sẽ bắt đầu từ màu xanh dương đậm, sẽ chuyển qua màu xanh dương nhạt và chuyển dần qua màu tím. Sau đó sẽ xuống màu đỏ và màu cam. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng một cái cọ bảng to đầu dẹp như thầy Quân đã hướng dẫn ở các clip trước để chúng ta đi nền trời được một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên là các bạn sẽ thấm cho ướt cọ nè. Và chúng ta sẽ quét nước lên trên cái bề mặt giấy của chúng ta. Đầu tiên các bạn sẽ lấy một ít màu đen, chấm một chút xíu màu đen lên các bạn. Chúng ta sẽ đi từ trên. Như các bạn thấy là màu đen đang rất là đặc. Chúng ta cần phải thấm ướt cọ để có thể tải được cái màu đen này ra một cách dễ dàng. Và bây giờ thì thầy Quân sẽ dùng cọ chấm vào một ít màu xanh dương. Chúng ta lại đi cái màu xanh dương này, tải màu xanh dương này từ ở trên xuống chồng lên cái màu đen lúc nãy. Và tải màu đều lon dần xuống bên dưới, cho màu xanh nhạt dần ra.
bây giờ các bạn sẽ lấy cho thầy, chấm cọ cho thầy vào màu trắng. Các bạn sẽ đi màu trắng trong lên cái lớp màu xanh ở bên dưới và đi ngược lên trên. Đi thật là đều tay nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy màu đỏ, một ít màu đỏ để đi chuyển màu tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một ít màu cam để đi cái chuyển màu cuối cùng ở bên dưới. Và chúng ta cần một ít màu trắng để đi đè lên cái màu cam mà chúng ta vừa đi.
Và bây giờ sau khi màu đã khô thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cọ dẹp loại chung. Các bạn sẽ vẽ mây trên bầu trời. Thì mây thì các bạn sẽ sử dụng màu trắng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm ướp cọ. Và các bạn sẽ chấm vào màu trắng. Chấm màu trắng ít cho các bạn. Ở trên đầu cọ một ít màu trắng. Và chúng ta sẽ đi cọ hơi xoay tròn như thế này. Và các bạn sẽ tán cái màu trắng đó lon ra, lon nhạt dần ra. Các bạn thấy là thầy Hương để cái cọ ở một góc xéo xuống như vậy. Thầy Hương chỉ việc là xoay tròn cái tay để cho màu lon ra. Và chúng ta sẽ cân đối cái màu trắng làm sao cho nó chỗ đậm, chỗ nhạt để cho giống như đám mây hơn.
Và sau khi đã vẽ xong những đám mây thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ những ngôi sao. Ở những kỳ trước thì thầy Quân đã hướng dẫn các bạn vẽ những ngôi sao như thế nào rồi, có phải không? Mà ngày hôm nay thầy Quân sẽ hướng dẫn một cách thứ hai để chúng ta có thể vẽ ngôi sao. Và các bạn cũng sẽ dùng một cây cọ bản dẹp như thế này. Các bạn sẽ pha màu trắng. Chúng ta sẽ pha màu trắng loãng ra một chút, cho màu trắng hơi loãng thôi nha các bạn, không loãng quá. Nếu như màu trắng loãng quá thì khi chúng ta rây vào trong bài thì màu trắng sẽ thấm vào xuống nền, sẽ không tạo ra được những ngôi sao mà chúng ta mong muốn. Rồi chúng ta sau khi đã thấm màu trắng vào trong cọ như thế này, chúng ta sẽ dùng một cây cọ khác cầm bên tay trái. Và chúng ta sẽ cầm tay phải cây cọ có thấm màu trắng này, chúng ta sẽ để chéo như thế này. Và tay phải chúng ta sẽ gõ vào cái cây cọ bên dưới. Các bạn chú ý nha. Là đơn giản phải không nào? Với cách vẽ ngôi sao này thì các bạn có thể tạo được những ngôi sao theo cái đúng cái vị trí mà các bạn mong muốn. Còn cái cách ray kia thì có thể là những ngôi sao sẽ văng đều lên trên cái nền kề của chúng ta. Thì các bạn có thể chọn hai cách mà thầy Quân đã hướng dẫn. Vậy là chúng ta đã vẽ xong những đám mây và ngôi sao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ những ngọn núi nha. Và bây giờ các bạn hãy dùng một cái cọ đầu dẹp loại chung, các bạn sẽ pha màu đen. Và màu đen này các bạn sẽ tô lên cái ngọn núi để làm màu nền. Và trong khi chờ màu đen khô thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn pha những cái màu còn lại của ngọn núi nha. Bây giờ các bạn hãy pha cho thầy màu xám hơi đậm một chút. Thầy sẽ lấy màu trắng, thầy để vào đây. Và thầy sẽ lấy, nếu màu xám đậm thì thầy sẽ lấy màu đen hơi nhiều một chút. Chưa đủ đậm các bạn ạ. Bây giờ thầy sẽ lấy thêm màu đen. Các bạn pha một lượng màu
Rồi các bạn pha được ra cái màu xám đậm như vậy thì mới hợp với cái màu lúa nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ pha cho thầy ô kế bên cũng là màu xám nữa. Thầy sẽ lấy màu trắng và một ít màu đen. Màu này chúng ta cũng pha tương đối là hơi nhiều một chút. Vậy là chúng ta đã có hai màu xám, một màu xám đậm và một màu xám sáng hơn một chút nữa. Và bây giờ các bạn hãy lấy cho thầy một nửa cái màu xám nhạt các bạn vừa pha qua cái ô kế bên và một nửa màu xám đậm. Các bạn sẽ pha lại với nhau. Bây giờ các bạn hãy lấy cho thầy một ít màu đỏ. Ít màu đỏ các bạn pha vào cái màu xám các bạn vừa trộn. Các bạn sẽ pha màu đỏ vào cho đến khi nào mà các bạn thấy là cái màu đỏ nó ửng lên mà các bạn có thể cảm nhận được là cái màu xám này có màu đỏ trong đó. Sẽ bắt đầu ửng lên trong cái màu xám của chúng ta rồi. Nhưng mà thầy muốn là cái màu xám này, cái màu đỏ nó phải sáng một xíu nữa nên thầy sẽ thêm màu đỏ vào. Rồi và màu tiếp theo thì thầy sẽ pha màu trắng. Với màu xanh dương. Màu xanh dương không nhiều quá nha các bạn. Các bạn chấm cho thầy một ít cái màu xám sáng này nè. Đó, các bạn sẽ pha vào cái màu xanh xanh dương với trắng lúc nãy. Pha như vậy á, thì cái màu của chúng ta sẽ thật hơn các bạn ạ. Màu đỏ ửng lên được như vậy là được. Và màu
kế bên nữa, màu thứ tư mà thầy đã pha màu trắng và màu xanh dương lại với nhau và thêm một chút cái màu xám nhạt này vào và chúng ta đã được cái màu thứ tư này. Và bây giờ để cho vẽ được ngọn núi, cái màu ngọn núi một cách tự nhiên hơn, thì các bạn hãy chú ý thầy sẽ hướng dẫn tiếp theo như thế nào nha. Các bạn hãy cắt cho thầy một mảnh giấy như thế này, giấy có độ cứng thì càng tốt cho các bạn, và các bạn sẽ gấp đôi lại. Và các bạn nên chọn giấy hơi cứng một chút thì chúng ta sẽ dễ làm hơn. Rồi chúng ta sẽ gấp đôi lại làm sao cho chúng ta có thể cầm một cách dễ dàng. Và các bạn hãy nhìn vào hình mẫu, các bạn sẽ thấy là một nửa bên trái của những ngọn núi là sẽ có màu tối hơn và một nửa bên phải thì là có màu sáng hơn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi cái màu ở bên trái trước, có nghĩa là màu tối trước. Và các bạn hãy cầm cái mảnh giấy mà các bạn vừa gấp lại như thế này. Các bạn sẽ lấy màu và thầy sẽ lấy cái màu xám đậm nhất. Các bạn sẽ lấy màu như thế này. Các bạn sẽ nhúng cái tờ giấy này vào trong cái màu xám và sẽ lấy màu ra vớt để cho màu chúng ta ở trên cái tờ giấy một lượng như thế này thôi. Các bạn chú ý nha. Và bây giờ các bạn quan sát là thầy thực hiện như thế nào nha. Thầy sẽ đi màu một mảng tối trước của những ngọn núi. Chấm vào màu đen, các bạn sẽ đi đè lên cái màu xám đậm đó để cho cái màu xám đậm đó có thể là không có đều nhau để tạo cái cảm giác là chỗ sáng chỗ tối của ngọn núi đó các bạn. Các bạn cứ chấm luôn phiên màu xám đậm và màu đen phối lên nhau để tạo cảm giác tự nhiên hơn đó các bạn. Các bạn nhìn cái hướng tối của cái núi nó như thế nào, các bạn cứ việc là kéo cái màu này trên cái mảnh giấy các bạn cầm trên tay á, các bạn cứ kéo đi tới đó. Nếu có lỡ chật một chút xíu hay là có lệch một chút xíu cũng không sao, vì không cần nhất thiết là phải giống y như mẫu đâu các bạn. Giống như là các cành cây hay ngọn núi thì không bao giờ có thể là cây nào giống cây nào hay ngọn núi nào giống ngọn núi nào được. Nên các bạn đừng lo là mình không giống. Các bạn chỉ cần làm thao tác giống như thầy hướng dẫn thì các bạn sẽ làm được thôi. Và bây giờ cũng với cái thao tác như vậy mà các bạn sẽ đi lấy cái màu xám mà có pha đỏ đó các bạn. Các bạn sẽ lấy ít thôi, một lớp rất là mỏng lên trên giấy. Các bạn sẽ đi phớt lên trên của những cái màu xám bây giờ chúng ta đã đi. Và hãy vừa đi màu xám ửng đỏ này xen kẽ với một ít màu đen
để cho cái màu của chúng ta sẽ tự nhiên hơn. Các bạn thấy là cái một nửa cái màu tối của ngọn núi đó bắt đầu đã nhìn thấy rõ hơn rồi, có phải không? Các bạn đừng có lo là chúng ta sẽ không làm được. Cái này rất là đơn giản các bạn ơi, các bạn chỉ cần xem thật là cẩn thận, xem thật là kỹ và các bạn thực hiện theo từng bước. Hoặc là các bạn có thể làm thử ở bên ngoài. Thầy Quân cam đoan là cái việc này rất là dễ luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã để nửa bên tối chúng ta tạm như vậy đi. Chúng ta sẽ cân đối và sửa màu sau. Bây giờ các bạn sẽ thay một tờ giấy khác để chúng ta vẽ tiếp nửa bên sáng còn lại nha. Đầu tiên thì thầy sẽ lấy cái màu xám trắng đó các bạn. Thầy sẽ chấm vào cái màu xám trắng và thầy sẽ đi nửa bên sáng còn lại. Nửa bên sáng còn lại tức là cái phần giáp với cái màu nãy giờ chúng ta đi đó các bạn. Các bạn chú ý quan sát nha. Các bạn cũng vừa chấm cái màu xám trắng và các bạn cũng phải vừa chấm cái màu một chút xíu màu đen để mà các bạn phối lên để cho nó tự nhiên hơn các bạn.
Rồi, là chúng ta đã xong rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy bài học ngày hôm nay như thế nào? Rất là dễ luôn, có phải không? Chỉ cần chúng ta chịu khó luyện tập một chút là chúng ta có thể vẽ được thôi. Và hy vọng là qua cách vẽ mà thầy Quân hướng dẫn các bạn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm được một cách vẽ và các bạn có thể vẽ được bức tranh của mình dễ dàng hơn. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Thầy Quân xin chúc cho các bạn sẽ sáng tạo ra được thêm nhiều cách vẽ hơn nữa cho bức tranh của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những kỳ sau.